À, mình có một đạo tràng gì mình tu, mình được an lạc, mình được vui, mình khi đủ duyên mình gặp những người người ta cũng đi chùa mà người ta không có từ khóa tu ở gia đình. Mỗi một người chúng ta nên chỉ họ, cài rung giùm cho họ. Hoặc là những người mà mình thấy có nhân duyên đặc biệt, mình nói với họ rằng có một phương pháp sống tốt, sống vui, sống khỏe mà không tốn tiền. Quý vị thích để áp dụng phương pháp này hay không? Nghe câu không tốn tiền là thấy hỏi quý vị rồi đấy. Phương pháp gì là niệm Phật lễ Phật, không tốn tiền, khỏi cần đi đâu xa, tại nhà chỉ cần có chiếc điện thoại thôi là có cái đạo tràng tu. À, có một bà cụ này mà đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà tán thán bà, mà Như Đức cũng kể câu chuyện tên bà cụ nhiều lần, cụ Hứa Chiết. Hòa Thượng Tịnh Không rất là tán thán bà cụ này. Bà cụ này sống rất là thọ, hình như hơn 100 tuổi, mà sức khỏe cũng như thanh niên, sức khỏe như thanh niên. Người ta hỏi bà cách dưỡng sinh gì mà bà có sức khỏe tốt như vậy. Bà nói rằng là mỗi ngày bà giữ tâm thanh tịnh, không có buồn giận ai để trong tâm hết. Tất cả những sự thị phi trong cuộc đời này, bà ví dụ giống như đứng ở ngoài đường mà gặp xe chạy qua chạy lại rất nhiều xe, nhưng thấy xe thôi chứ không nhớ chiếc xe nào, không nhớ gương mặt nào. Đối với bà thị phi cũng như vậy đó. Bà thì không hiểu gì văn tự gì nhiều, mà cách ví dụ của bà rất hay, và Tịnh Không cũng tán thán. Bà nói rằng là thị phi giống như đứng ngoài chợ hay đứng ngoài đường vậy đó, kẻ qua người lại rất đông, nhưng mà xong mình không nhớ mặt ai, nạnh ai nói gì nhà nấy, không cần phải suy nghĩ đến. Nên bà nói rằng cách dưỡng sinh bằng cách là giữ tâm thanh tịnh và đừng buồn giận hận trách ai để trong tâm. Còn chúng ta thì mau già, tóc mau bạc, mặt mau xếp ly, là vì mỗi ngày mình nhăn suốt nhăn nhau suốt luôn. Khi mình nói chuyện với ai là mình nhâu lại, bực bội ai là mình chu mỏ, trợn mắt, rồi mình giận thì mình ăn không ngon ngủ không yên. Từ nơi đó mà mặt mình mau xíp ly, tóc mình mau bạc, máu mình bị xấu đi. Cái tâm bực bội sân si làm cho máu xấu vậy. Và cái tâm bực bội sân si quý vị thấy lúc bình thường của người ta xấu cỡ nào, mà lúc mà vui vẫn nhìn dễ thương. Nhưng khi mà sân si lên rồi bị soi gương thấy ghê lắm. Nên cái người mà sân si khó chịu, bực dọc, tức tối, nếu đến lúc đủ nhân duyên nó sẽ tự nhiên biến thể. Nên tự nhiên nó giật mình méo đâu này méo đâu kia. Tại vì mình thường sân si tức tối rồi, thì tất cả những cái hệ thần kinh của mình bị ảnh hưởng, nó những tế bào mình bị tổn thương, nó lâu ngày tích tụ thành cái bệnh, nhiều loại bệnh lắm á. Tính sân hận sân si, quý vị để ý trong nhà mình mà có một người tức giận sân si nặng nhất đi, vì sẽ thấy cái người này họ rất mau già và da của họ rất cứng, da họ rất cứng. Thì để ý cái người sân si da họ rất cứng và da mặt rất dày, nó cứng ngắc vậy đó. Ừ. Tại vì nó quá sân si, nó thành giống như nó dai luôn vậy, thế vậy. Ừ. Cái ghê lắm. Còn cái người mà khi mình vui vẻ an lạc đấy, quý vị để ý đi, da quý vị từ từ sẽ mềm lại. Hồi đó Như Đức nhận các cụ già, có nhiều bà cụ mới vô chùa, mặt bà xếp ly nhăn nheo hết vậy đó, mà da mặt của bà dai nhách rồi, cứng ngắc luôn. Như vậy mà bà vô chùa, bà ở, bà niệm Phật một thời gian, bà không có sân si, bà vui vẻ lại. Trong vòng 1 năm sau, Như Đức đến gặp bà và dịnh vào cái da mặt bà mềm mềm xèo quý vị, và tự nhiên nó đỡ xếp ly tối đa luôn.
Hồi đó có một lần thời gian mà những đức thường làm những ký sự các cụ trong chùa, bị nghe các cụ có kể không? Lúc mà bà chưa vô chùa bệnh rất nhiều, nhưng khi bà vô chùa bà niệm Phật là bà rất khỏe. Mỗi ngày bà niệm Phật bà rất khỏe và sắc diện các cụ rất là tốt. Nhớ cái bà cụ mà bị gãy tay và không coi ký sự không? Bà cụ bị gãy tay, bà 90 mấy tuổi mà da đầu của bà thẳng rang luôn và da mặt bà rất mềm. Nó, và nhiều bà cụ mình mà già lắm mà bàn tay bà tự nhiên bà niệm Phật chừng 1 năm mấy 2 năm bàn tay của bà nó tự nhiên da nó thẳng ra, bàn tay mịn màng lắm quý vị. Đây là 100% luôn. Nên quý vị biết rằng là mình niệm có Phật hiệu này và mỗi ngày mình không buồn giận ai để trong tâm, giúp cho sức khỏe mình tốt và mình trẻ và mình sống thọ. Còn có người mà bực bội sống xí khó chịu làm năm sáu sáu và nó tổn duyên tổn phước. Quý vị nhớ nè, con người sống thọ là duyên phước dày, phước dày mới sống thọ. Khi con người hết phước là chết liền, giống như cái cây mà khô mủ nó, giống như người mình khô máu mình cũng chết luôn nó. Mà máu xấu thì con người nó hiện tướng già, nhớ kỹ nghe. Nhưng mà sân si là máu sẽ xấu, nó sẽ làm cho máu mình bị hư đi, nhớ không? Nên một câu Phật hiệu này có thể hóa giải được nghiệp và có nhiều loại bệnh đau mà bác sĩ chạy mà chân thật niệm Phật lễ Phật hết. Có một cái cô này, cô kể câu chuyện lúc cái mùa dịch bệnh cô bị dính dịch. Quý vị biết đó, là cô nói cái lúc mà cặn tử nghiệp cô gần chết đó, người ta bu cô đông lắm, bu cô rất là đông luôn, và cô thấy rằng cô không còn biết gì nữa, cô sắp sửa cô chết rồi. Mà tự nhiên lúc đó cô nhớ lại là cô niệm Phật, cô niệm lớn lên. Khi cô vừa niệm lớn lên cái những người đó tự nhiên đi mất tiêu hết trơn luôn. Thì lúc đó thọ mạng cô còn, cô hồi dương, cô sống lại. Đó. Cô kể như Đức nghe rằng là có vật hiệu này, cái lúc mà nguy cấp nhất mà vị niệm được thì đúng là tuyệt vời quá. Nếu lúc đó mà thọ mạng mình mà đến là mình được Phật hay là tiếp dẫn giảng sanh. Còn nếu như mà thọ mạng của mình chưa hết tiêu nghiệp hết bệnh, quý vị biết rằng đây là một cái điều vi diệu 100% luôn nè, mà chính những đức trải nghiệm luôn. Cái mùa dịch đó quý vị, cái mùa dịch bệnh là riêng bản thân những đức là thí nghiệm không chích vaccine, riêng bản thân những đức không có chích mũi vaccine nào hết. Và những đức ở trong chùa là những đức dính dịch là dính nặng nhất ở trong chùa. Trong chùa là những đức là người dính nặng nhất nè. Và đa phần người trong chùa lúc đó nghĩ rằng chắc chắn những đức sẽ chết, phần nhiều sẽ chết. Đó. Nên á, những đức quyết tâm luôn, có nghĩa là thí nghiệm luôn, đem cái mạng ra thí nghiệm luôn. Vì con người ai cũng chết một lần, chân thật niệm có vật hiệu này thí nghiệm thử như thế nào luôn. Và nằm thoi thóp đó niệm Phật luôn quý vị, không dùng một loại gì hết, nằm nó thoi thóp niệm Phật quyết tâm luôn. Và kể vị nghe này, quý vị mới thấy rằng rõ ràng cộng nghiệp và biện nghiệp này. Hai chú ổng chăm Nhuận Đức, là trong đó có chú Tâm Nhiên. Cái mùa Nhuận Đức dính dịch bệnh nặng nhất là chú cho Tâm Nhiên ổng chăm Nhuận Đức, nhưng ổng không dính dịch bệnh, ổng không cần bịt khẩu trang gì luôn. Đây là 100% luôn nè, ổng không có gì dính gì hết. Và bản thân của Nhuận Đức là rất nặng luôn, là thoi thóp niệm Phật là chờ chết, cầu sanh cực lạc luôn, quyết chí luôn đó quý vị. Thì những đức là không chích vaccine một mũi nào hết. Và quý vị biết rằng cái thời điểm đó là trong chùa mình là hơn 600 người ở trong chùa, ở chung với nhau hết luôn. Và không có ai bịt khẩu trang, đây là 100% nha. Đó. Thì quý vị biết rằng có những người mà lúc đó Phật tử đến, những đức dẫn mở cửa cho vào luôn, cho họ vào luôn và cho họ cùng tu tập chung ở trong ngôi nhà Tam Bảo luôn. Và chính những đức thấy rõ ràng là khoảng 50 người hay 100 người bị dính dịch bệnh thì một 50 người này sẽ chăm cho 100 người này. Rồi 100 người này hết đi rồi tiếp tục 50 người này dính, là tiếp tục 50 người này chăm cho 50 người này. Cứ xây một dòng như vậy. Bị tin không? Các cụ trong chùa mình đa phần là một tuần hai tuần nhất định sẽ có các cụ già mắc. Nhưng riêng trong mùa dịch lạ thay, các cụ bị dịch mà không có một cụ nào chết hết. Đây là rất nhiều Phật tử biết luôn đó quý vị. À, không có một cụ nào chết hết luôn.
Khi mà hoàn toàn giãn cách và hết dịch thì lúc đó các cụ chết lai gai suốt luôn. Mà trong mùa dịch các cụ không mắc. Quý vị biết nếu trong mùa dịch đó mà các cụ mắc, người ta mà vào người ta thấy một cái số lượng người thì thôi là vấn đề xảy ra liền. Quý vị biết rằng cái lúc mùa dịch đó, khi những đức mà hết đó quý vị, là những đức chỉ có nằm hai ngày là gần chết thôi. Những đức vừa khỏe khỏe là một chút là những đức tiếp tục chia sẻ Phật pháp, bị nhớ mùa dịch mà. Những đức vừa khỏe khỏe những đức chia sẻ Phật pháp luôn, nói chuyện không gần hơn mà gác chia sẻ Phật pháp luôn. Có nghĩa là nằm chỉ có hai ngày thôi, vừa mới ngồi dậy chút xíu là những đức đem phải một tịnh độ những đức giới thiệu vì bà an tâm với vị nhớ không? Lúc đó rõ ràng luôn mà. Thì bắt đầu là những đức nghĩ rằng bây giờ là địa thời điểm mùa dịch bệnh, con người ai cũng bất an lo âu, thí nghiệm luôn. Những đức thời điểm đó những đức mua hơn 20 chiếc xe đạp. Mua 20 chiếc xe đạp. Chính những đức đi mua nè. Xong mới bị biết rằng về những đức tổ chức chương trình mỗi buổi chiều chạy xe đạp, những người không chạy thì cổ vũ. Rồi xong tới cái nhóm kia chạy đua với nhóm này. Chạy ngoài săn chùa vui vô cùng vui, con người ai cũng vui. Có nghĩa là không bao giờ suy nghĩ tới cái tư tưởng tiêu cực, toàn là tích cực không. Tư tưởng họ tích cực không nghĩ tiêu cực gì hết quý vị. Còn nếu mà mắc thì vãi ra rước giáng sanh về cực lạc. Đó là trong thời điểm mùa dịch bệnh, chính những đức áp dụng rõ ràng luôn. Còn từ ăn uống nói chuyện các cụ vui cười, chọc các cụ cười vui và động viên các cụ, con người thọ mạng đến phải chết, các cụ đừng bao giờ sợ hãi gì hết. Và tự nhiên dùng con người thương con người, không có cách xa con người. Những đức thí nghiệm rõ ràng, dùng con người thương con người. Vì những đức nghĩ rằng bản thân mình bệnh, nếu mọi người xa lánh mình thì tâm mình sẽ bị tiêu cực, và tiêu cực đó mình sẽ chết. Nên khi mình bệnh thì mình cần có người chăm mình. Nên người ta bệnh, những đức dùng người ta chăm người ta. Khi những đức bệnh cũng người ta chăm những đức. Thì quý vị biết rằng là đó là trong mùa dịch, những đức áp dụng 100% tình thương mến thương giữa con người đến với con người nha. Xác thực luôn. Và khi mà qua mùa dịch hết trơn, cái lúc đó các cụ mới ra đi, là trở lại bình thường luôn đó quý vị. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là đây là xác thực 100%. Nếu như con người mà thương con người, khi mà gặp bệnh đau hay gặp sự cố gì, hãy thương nhau đi, hãy giúp đỡ nhau đi, thì sự việc không đáng để mình nói quá đáng đâu quý vị. Nhất là cái bệnh đau, thật sự nhất là bệnh đau. Thí dụ như quý vị bệnh đau ung thư đi, nếu người thân trong nhà quý vị bỏ rơi quý vị, đi làm bỏ bị suốt luôn, ung thư này nó sẽ phát tán càng nhanh. Vì sao quý vị không? Buồn. Buồn. Có người bình thường thôi, buồn thôi là bản thân mình đã suy sụp rồi. Không chỉ bệnh. Không chỉ bệnh. Vì đa phần có người ai cũng nghĩ mình có cái công với một gia đình. Mà bây giờ khi mình bệnh rồi thì mọi người bỏ rơi mình. Tâm quán hận nó ghê lắm. Tâm quán hận nó cực kỳ đáng sợ. Hiểu chưa? Mình là người tu khác nha quý vị. Mình là người tu, mình nghĩ rằng mình gieo nhân thì mình gặt quả. Mình không có đòi hỏi. Dù mình có bực bội gì một chút, mình sẽ tự hoàn chỉnh cái tâm và buông xuống à. Mình hiểu nhân quả rồi. Nhưng mà người không tu, người ta sẽ quán hận. Người ta nghĩ người ta có công khác, mà bây giờ đối xử với người ta như vậy là trở thành quán hận. Mà tâm quán hận nó kinh lắm, đáng sợ lắm. Nếu như con người mà nghe đạo mà tin nhân quả, nếu như gặp dịch bệnh, gặp này gặp kia, con người hãy thương con người đi. Vì chính những đức thấy rõ ràng, quý vị biết không phải ai mà chăm người dịch cũng là bị dính dịch đâu quý vị. Đây là 100%. Hai chú chăm những đức là những đức nặng nhất, hai chú không bị dính dịch. Và rất nhiều người chăm người bệnh không có bị dính. Và người nào bị dính, tin chắc 100% người này có cái nghiệp này. Nhưng mà cái lúc đó cái tình thương mới thương nó làm sao á. Quý vị biết rằng tại sao cái nơi những đức ở mà người ta về đông như vậy, quý vị phải đặt câu hỏi chứ. Tại sao những đức làm cái gì người ta cũng chung tay những đức? Quý vị phải đặt câu hỏi này chứ. Vì sao? Vì sao? Khi người ta khó khăn nhất, những đức giúp người ta. Khi mùa dịch người ta vào, những đức giúp người ta. Khi khó khăn nhất, những đức giúp người ta. Như cái cô mà hoa sen mọc từ miệng ra mà giảng sanh trong chùa đó, là đến lúc cùng tột không còn nương tựa vào ai, mình giúp người ta. Đây là rõ ràng luôn. Có nghĩa là lúc khó khăn nhất mình giúp người ta. Mùa Tết rủ người ta về ăn Tết, giúp cho người ta có niềm vui một mùa Tết. Nhớ không? Nên cái tình thương mến thương này quý vị biết làm sao người ta quên được. Tự nhiên người ta cảm giác chùa là tổ ấm tôi á.
ta về, thì người ta sẽ chung tay với mình xây đắp chẳng nề hà chi. Còn nếu như mà mình tạo ra một cái cơ ngơi mà nó vì vật chất thì nó không phải là tổ ấm đâu quý vị ạ. Đây là 100% những đứa không có hiểu gì về, đối với dù ở trong ngôi nhà Tam Bảo, nhưng cái việc mà nói về theo quy tắc cái việc này việc kia những đứa không hiểu nhiều. Nhưng những đứa đem cái tình thương mến thương miền quê miền Tây thôi, những đứa áp dụng thôi. Hồi xưa những đứa còn nhỏ nhỏ, những đứa thấy quê miền Tây dù có một cái dĩa bánh khọt ở chăng nữa cũng đem chia cho nhau ăn. Đây là những đứa thấy đó. Hoặc là ba những đứa buổi sáng ông uống nước trà, người ta chạy xe ngang ông kêu anh Năm ghé uống ly nước trà, anh Năm anh uống ly nước trà, anh muốn đi đâu đi nghe, anh không uống mai mốt á tôi không lợi nhà anh nữa nghe. Nó rồi cái nhà làm cái gì cái đem một dĩa đồ ăn đem lại chấm xốp, có nghĩa là khi ăn cái gì là sẽ kêu người ta lại ăn, không ăn là dặn nó nghe. Còn khi mà ăn là gấp vô chén người ta, trong khi mình không có nhiêu mà gấp vô chén người ta không à. Đây là cái lúc còn nhỏ mình biết quê miền Tây mình là cái gia đình mình là ba mình ông sống vậy đó. Thì khi những đức đi vào trong chùa, những đức đem cái lối sống đó áp dụng với con người, áp dụng với con người, rõ ràng nơi nào những đức ở là nơi đó rất đông. Vì sao vậy biết không? Vì những đức mong cho người ta được được vui, những đức chỉ mong người ta vui thôi. Có nghĩa là những đức không hiểu nhiều, những đức không quan niệm quá gì những chuyện này chuyện nọ, những đức chỉ nghĩ người ta được bình an khi đến với mình. Đó là điều những đức sống như vậy thôi. Cũng vì cái lối sống đó mà con người đến với những đức rất là đông quý vị à. Và rất nhiều người buồn khổ nhất gặp những đức họ hết khổ. Quý vị biết rằng chùa ngày xưa những đức coi mà có người đẻ luôn quý vị. Là người ta có bầu, chồng người ta bỏ, người ta khổ quá, người ta không biết đi về đâu chứ. Cuối cùng người ta vô, người ta cộng tu. Những đức hỏi cô chừng nào đẻ, cô nói còn 5 tháng nữa. Nó được, những đức nuôi cô. Nhưng mà cô nhớ còn cả 1 tháng nữa cô báo nghe, những đức sẽ cho tiền cô đi đẻ. Tại vì tội nghiệp người ta, bây giờ chồng người ta bỏ, mình bỏ người ta nữa làm sao. Mình thấy ngày hư văn năm xưa cô câu chuyện ngày hư văn đó, ngày giúp người ta liền. Để tưởng ngày nói thầy trời ơi thầy mà cho bà này bà đẻ là chết ngôi chùa tiêu. Ngày hư văn ngày quay ngày nói ông tu bao nhiêu năm rồi, 8 năm, cái tâm ông sao không có chút từ bi nào hết đi. Trong cuộc đời này duyên hợp duyên tan ông sợ gì, nếu mình gặp nạn thì mình sẽ gặp nạn, nhưng tan rồi thì hợp lo gì, phải có tâm từ bi. Ông nhớ nghe, những đứa nghe câu đó rõ ràng luôn. Xong mới bị biết rằng là nuôi bà khi còn tháng nữa bà đẻ, không ngờ bà đẻ trước 1 tháng. Cái bữa đó buổi sáng công phu cả chùa đang tu, tự nhiên bà đau đẻ. Bà đau đẻ cuối cùng lấy xe chở bà đi, đâu có kịp đâu quý vị. Vừa đưa bà tới ra tới phòng đăng ký thôi, tự nhiên bà đẻ ngay phòng đăng ký luôn. Đây là 100% luôn, bà đẻ ngay phòng đăng ký luôn. Lấy cây kéo ra cắt búng rúng luôn quý vị, tại vì bà đẻ ngay phòng đăng ký luôn. Nó là rõ ràng luôn, cô chính em bà Thượng cầm cái kéo cắt cái bún rút, bé nhỏ khổ quá, đẻ xong rồi nghe bây giờ bán giấy số quý vị, cuối cùng phải nuôi bà, tiếp tục cho bên đậu tràng Bảo Tháp nuôi bà. Quý vị coi cái này phải là cái từ bi không quý vị? Quá từ bi. Bà Thượng xây một ngôi chùa mà con người quá từ bi ở trong chùa ngay, cái này là cái từ bi rõ ràng luôn, đâu có đòi tiền bạc gì người ta quá khổ quý vị. Người ta lỡ như vậy rồi mà bây giờ chồng người ta bỏ người ta luôn, cô hai đứa con với thêm một đứa con mới đẻ nữa, giờ đi về đâu đây? Nó cái bà Vi Chằng nè, Diệu Tính kia, bác Hội kia, bà cũng có bầu mà bà Phật tử thì bà muốn đẻ ở trong chùa, vui không phải muốn khi mà gần ngày đẻ thì về nhà. Rõ ràng con bé sinh ra dễ thương ghê chưa, nó rất dễ thương luôn. Nó bà ở trong chùa mang cái bụng mà đi niệm Phật á, vậy nó là cứ niệm Phật đi, gần đẻ thì về nhà đẻ. Thì mong đứa bé nó biết niệm Phật, đứa bé nó ăn chay từ trong bụng ra, bé rất dễ thương luôn. Nó gặp những đức là nó nhào giống như nè, ngộ không? Nó tại vì sao những đức thương nó từ khi trong bụng mẹ nó rồi. Rất nhiều đứa nít luôn, từ trong bụng mẹ sinh ra là mẹ đã đeo máy niệm Phật của những đức rồi. Khi sinh ra nó gặp những đức nó lạ lắm, nó gặp những đức như là nó mừng vui thì sao đâu, lạ lắm. Đây là những đức thấy rõ ràng luôn. Nên con người sống trong cuộc đời tu hành phải có tâm từ bi quý vị. Đừng bao giờ nghĩ đó là cái nạn của mình, đó là cái điều mà như vậy thì bản thân mình bị như vậy kia, mình đổ thừa ta, không phải. Cái nạn mình là cái nạn mình, dù nó tan ra nó hợp lại à. Vì từ bi nó là vẫn là từ bi. Từ bi là đạo Phật là phải từ bi. Khi người ta xa chân lỡ bước, giúp được cứ giúp người ta đi. Dù mình có bị cái gì mình cứ giúp người ta, mình sẽ không bao giờ thiệt thòi cái cuối cùng đâu quý vị. Tới cuối cùng quý vị sẽ biết à. À, quý vị đừng bao giờ nói rằng quý vị phải kỹ gì, quý vị phải có quy tắc gì. Quy tắc nếu không khéo nó mắc từ bi.
Mà mắt từ bi là không còn đạo Phật đâu quý vị. Thật sự quý vị, đọc cái gốc của đạo Phật là từ bi, mắt gốc của từ bi thì không còn đạo Phật, chắc chắn quý vị luôn. Nên có rất nhiều người thành vô quy tắc, cứng cỏi trở thành mắt sự từ bi trong đạo Phật. Thật sự, vì coi người xưa đi, người ta rất từ bi. Ngài Hư Văn là một bậc cao tăng đó. Vậy mà người ta hại ngài, người ta đẻ con trong chùa xong người ta bỏ đi. Ngài Hư Văn, ngài ẵm đứa con nít, ngài kêu đệ tử ẵm đứa con nít đi xin sữa. Không có người đệ tử nào ẵm đi, ngài là một bậc cao tăng mà ẵm đứa bé đi xin sữa. Người ở ngoài lấy đất, lấy cây liền ngài, chửi ngài quá trời luôn. Xong ngài lo cho bé nhỏ. Về đệ tử còn trách ngài, tại ngài mà bây giờ pháp hội giảng kinh thuyết pháp mới hưng khởi một chút thôi, mà bây giờ làm như vậy người ta đi hết rồi. Ngài nói rằng ông tu mà thiếu tâm từ bi quá, duyên tan rồi duyên hợp rồi duyên tan, trong cõi đời này là lẽ thường tình thôi. Thấy không? Nghe những câu gì mình tu mình phải có tâm từ bi liền quý vị. Nên quý vị nhớ rằng, nghe quý vị, đừng bao giờ thị phi, đừng bao giờ buồn giận ai để trong tâm hết. Thì quý vị sẽ sống rất tốt, sống rất đặc biệt. Dù quý vị có khổ lên bờ xuống ruộng đi chăng, nhưng cuối cùng cuộc đời quý vị sẽ không khổ đâu. Cái phúc lớn nhất của con người là khi tuổi già mà hưởng đến sự bình an. Khi tuổi trẻ giàu sang chưa chắc gọi là có phúc. Những đức nói với quý vị nghe, một con người thành tựu khởi khoảng 30 mấy tuổi, 40 tuổi, nhất định quý vị sẽ gặp nạn. Từ khi bị ngưng không phát triển nữa thì quý vị mới không gặp nạn. Tại vì tuổi đó nhất định phải gặp nạn. Nhưng khi quý vị gặp nạn thì quý vị vẫn làm thiện, vẫn làm tốt tiếp tục, khi tuổi già của quý vị sẽ hưởng phúc, chắc chắn quý vị luôn. Tại vì con người là phải gì? Con người thành tựu sớm nhất định sẽ gặp nạn liền. Không thể nào mà con diều bay cao hoài đâu quý vị à. Nó phải rớt xuống thôi. Nhưng mà quan trọng con diều này nó có bay lên được hay không nữa nè. Đó là quan trọng. Thấy không? Nên con người mình tu hành kiên nhẫn cũng như leo núi vậy đó. Có chợt chân cũng phải tiếp tục leo lên lại. Có chợt chân cũng phải leo lên. Cái quy tắc của mình là phải lên tới chót núi cao. Thì dù có chợt bao nhiêu lần cũng phải leo lên. Đó là sự thành công kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn nó nhất định thành công. Nhớ nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mấy ngày nay 3 ngày tu 12 giờ khuya. Nếu quý vị thấy rằng cái thời mà 9 giờ mà 9 giờ mà tu quý vị thấy mệt thì cứ nghỉ. Tại vì 3 ngày nay xuyên suốt rồi. 9 giờ quý vị thấy mệt thì quý vị cứ nghỉ nha. Để tối 12 giờ khuya đêm nay mình tu tiếp tục. Có sức khỏe quý vị. Mình lâu dài mình tu 3 ngày nay dữ lắm rồi. Còn nếu như quý vị thấy có sức khỏe thì quý vị cứ vô tu 9 giờ. 9 giờ tối đêm nay xin phép cho những đức nghỉ. Những đức cảm thấy hơi bị đuối. Những đức xin vậy đó. Còn ai muốn tu thì những đức dẫn bật cho vị tu bình thường thôi. Nha. Ai vậy đạo Phật. Chúng ta mình nghĩ bắt ta tu kỳ quá.